5 yếu tố then chốt quyết định thành bại của việc trồng chân dây. Thứ nhất là chọn giống. Người ta hay nói câu là chọn đúng còn hơn nỗ lực, cho nên vấn đề chọn giống là yếu tố tiên quyết đầu tiên để dẫn đến việc thành công hay không trong vấn đề trồng cây. Yếu tố chọn giống nó quan trọng như yếu tố sức khỏe trong bánh xe cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta không có sức khỏe, chúng ta sẽ không có cái gì cả. Cho nên chọn một nguồn giống sạch bệnh, năng suất cao, kháng bệnh tốt là yếu tố quan trọng đầu tiên. Yếu tố thứ hai là yếu tố kỹ thuật. Cây chân dây là cây dây leo và cây ngắn ngày, cho nên sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa có bão, nay đẹp mai xấu là rất nhanh. Cho nên khi xảy ra sự cố là vấn đề chúng ta phải xử lý nhanh, dứt khoát và chính xác là rất quan trọng. Yếu tố thứ ba là yếu tố cân đối nguồn lực. Cả nguồn lực để trồng chân dây như tài chính, nhân công, nguồn nước và nguồn đất, thì các bạn làm chân dây các bạn phải chuẩn bị dư ra. Cho nên trong chân dây người ta nói muốn thành công là sức 10 chỉ có làm 7 thôi. Yếu tố thứ tư là yếu tố thời tiết. Nắng hay mưa là việc của trời, cái đó là quy luật của tự nhiên rồi, quy luật của tạo hóa rồi. Nhưng vấn đề chúng ta hiểu được những cái quy luật đó và chúng ta xử lý những quy luật đó như thế nào để cân tác cho nó phù hợp trên đồng ruộng của chúng ta, đó mới vấn đề của chúng ta. Yếu tố thứ năm là yếu tố may mắn. Nhiều người trong nhân dây bảo là thời đi khỏi thì ông giỏi cũng bỏ tay, tức là chúng ta phó mặc hết cho thị trường. Thay vì vấn đề chúng ta chờ vấn đề may mắn đó, thì chúng ta làm sao để chúng ta tăng năng suất, giảm chi phí, từ đó chúng ta giảm giá thành. Và dù của thị trường có đi lên hay có đi xuống thì chúng ta vẫn là người thắng lợi và chúng ta vẫn là người may mắn. Xin chào các bạn.